Thực sự thì khi mà tham gia buổi kỹ năng mềm, mình cảm thấy là mình đã thay đổi được rất nhiều. Thứ nhất là mình học được những cái kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng lãnh đạo này, kỹ năng làm việc nhóm, cái cách mà làm sao để mình hòa đồng với mọi người khi mà tất cả những bạn khác thì đều đến từ những lớp khác chứ không phải là đến từ lớp mà mình đã học ở trên trường. Em cảm thấy là những kỹ năng ấy có thể áp dụng vào cuộc sống của chính mình, cách làm việc nhóm khi mà học bài với nhau và cách quản lý thời gian khi mà mình làm một việc gì đó hay là đề ra mục tiêu cho chính bản thân mình trong tương lai sắp tới. Bản thân em thấy rằng mình thay đổi rất là nhiều. Em vận dụng được khá là nhiều những cái bài học ở trên lớp để có thể tham gia những trò chơi này. Bọn em biết được là bản thân mình có điểm mạnh, điểm yếu gì này. Bọn em tạo được cái tính gọi là kiên nhẫn. Bọn em học được cái kỹ năng là xác định mục tiêu. Thì có nghĩa là mục tiêu của đội em là chiến thắng. Thì bọn em sẽ cố gắng cùng nhau cả đội để có thể chiến thắng được cái trò chơi đấy, với lại giành được giải nhất. Chúng ta thấy rằng là thực trạng hiện nay thì các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường thì có thể là vững về chuyên môn nhưng mà thiếu về kỹ năng cũng như là thái độ sống rất là nhiều. Và điều đó đánh mất cơ hội của các bạn rất là nhiều khi mà các bạn tham gia tuyển dụng vào các doanh nghiệp hiện nay. Bởi vì ngoài cái việc đòi hỏi về kiến thức chuyên môn thì các doanh nghiệp đòi hỏi rất là cao về thái độ sống cũng như là các kỹ năng của các bạn trong cuộc sống. Và chính vì vậy, nhận thức được điều này, Trường Đại học Đại Nam đã cực kỳ chú trọng vào việc đào tạo thái độ và kỹ năng sống cho các bạn sinh viên ngay từ khi mới bước vào giảng đường đại học. Và chính ở môn học kỹ năng mềm cơ bản thì các bạn sinh viên sẽ làm quen được với môi trường ở đại học, thích nghi với những cái sự thay đổi, có những cái nền tảng cơ bản về kiến thức cũng như là kỹ năng và thái độ sống, để khi các bạn tiếp tục học ở môn kỹ năng mềm nâng cao, chúng ta sẽ được đào tạo chú trọng tập trung vào những kỹ năng để phục vụ cho công việc của các bạn sau này. Thực tế thì hoạt động đào tạo kỹ năng mềm ở một số trường đại học cao đẳng hiện nay thì cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên thì ở các trường thì phần lớn vẫn đào tạo chú trọng về mặt lý thuyết và học trên giảng đường là chủ yếu. Còn ở Trường Đại học Đại Nam chúng tôi thì tập trung vào việc cả đào tạo cung cấp về mặt lý thuyết cơ bản cho các em. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng tôi có nhiều hoạt động thực hành trải nghiệm để các em có thể áp dụng nó vào chính cuộc sống của các bạn. Và đây chính những hoạt động thi trải kỹ năng mềm như thế này để giúp cho các bạn sinh viên có thể áp dụng được những kiến thức, những kỹ năng mà các bạn học ở trên giảng đường, áp dụng vào thực tế, vận dụng vào các hoạt động đội nhóm của các bạn để giải quyết các vấn đề. Và đây chính là điểm đặc biệt, điểm nhấn mạnh và điểm chú trọng của Trường Đại học Đại Nam, đó chính là từ giảng đường ra đến thực tế thực hành để áp dụng được vào công việc. Đấy chính là phương châm đào tạo của Trường Đại học Đại Nam.